Xin chào quý anh chị, mình là Trọng Nguyên. Thì nay xin gửi đến quý anh chị một mã cổ phiếu APG của công ty cổ phần chứng khoán APG được niêm yết trên sàn HOSE. Với mã cổ phiếu APG thời điểm này mình đã tham gia nó có an toàn hay chưa? Với APG trong những phiên vừa rồi đã có 4 phiên giảm sàn liên tục, và hiện tại trong phiên ngày hôm 28 tháng 9 năm 2021 thì APG đã cho tín hiệu đóng cửa ở dưới vùng hỗ trợ là 18.6 và 19.4 quanh đây. Nhưng trên đồ thị tuần thì APG đang được ở trên vùng hỗ trợ là 18.3 và vùng 18. Thì ở quanh vùng 18.5 ở quanh vùng 18.5 đến vùng 18 thì anh chị có thể tham gia từng phần đối với APG, khi mình có thể tham gia lượm lặt đối với APG tại quanh từ vùng giá 18 cho đến vùng 18.5 trong phiên hôm sau thì mình có thể tham gia tại vùng này. Và khi tham gia tại vùng này, APG hoàn toàn có khả năng có nhịp bật tăng về vùng 19.4 đó trong phiên chẳng hạn, và ở đây nó có sẽ đôi chút rung lắc ở quanh vùng 19.4 đến 19.5. Và APG nếu mà tích cực thì hoàn toàn T cộng 3 đến T cộng 4 thì quý anh chị có thể có nhịp chốt nào khoảng 10% ở quanh vùng giá là 21, quanh vùng 21 đây thì chúng ta có thể canh chốt một phần trong một điều T cộng trong một điều T cộng 3 đến T cộng 4. Trường hợp nếu T cộng 3 mà hàng chưa về mà T cộng 2 mà nó đã có nhịp bật tăng về vùng 20, quanh vùng 21 đây thì hoàn toàn nó có khả năng sẽ cho nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh vùng 19, quanh 19.5 ở đây, và kiểm tra lại vùng hỗ trợ ở đây, và nó sẽ cần phải tích lũy thêm 2 đến 4 phiên. Thì lúc này chúng ta sẽ chờ điều thứ hai, đó là một nhịp tiến về quanh vùng 23, nào quanh vùng 23 ở đây thì chúng ta sẽ canh chốt đối với APG thì hoàn toàn có thể cho chúng ta một lợi nhuận là một nhịp thứ hai, hoàn toàn có thể khoảng gần xấp xỉ 20% đấy. Và khả năng khi tiến về vùng này thì sự rung lắc của APG nó sẽ xuất hiện và có thể cho ta chúng ta một nhịp điều chỉnh trở lại quanh vùng 21 đến vùng 20 ha. Vâng, cảm ơn quý anh chị. Thì đây là mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị một mã APG được niêm yết trên sàn HOSE. Và xin nếu mà quý anh chị cảm thấy ổn, cảm thấy tích cực thì có thể ủng hộ mình với chương trình mỗi ngày một cổ phiếu, để mà có động lực để gửi đến quý anh chị những mã cổ phiếu có thể tích cực hơn. Vâng, cảm ơn quý anh chị. Xin quý anh chị một like, một subscribe. Vâng.